Tại Điều 46 Nghị định 123 của Chính phủ quy định đối tượng cung cấp thông tin, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử như sau. Tổng cục thuế là đơn vị cung cấp thông tin hóa đơn điện tử đối với đề nghị của các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước cấp trung ương. Cục thuế, chi cục thuế cung cấp thông tin đối với đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý đồng cấp. Các bên sử dụng thông tin hóa đơn điện tử bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh là người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, các tổ chức cá nhân là người mua hàng hóa dịch vụ. Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các tổ chức tín dụng sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng. Các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Các tổ chức sử dụng thông tin chứng từ điện tử để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.